Hello mọi người, MacBook Pro với 7 triệu 500 nghìn đồng. 7 triệu 500 nghìn đồng chúng ta có thể mua được một chiếc MacBook Pro mọi người ạ. Và chúng ta đang thị tẩm cái MacBook Pro nhà Trang Anh ở đây. Và chúng ta có thể mua được cái chiếc MacBook Pro này hôm nay tại đây. Đây ạ, và nhà Trang Anh thì đang đóng hàng để gửi đi cho khách ngày hôm nay đây mọi người ơi. Đây. Chúng ta có thể sử dụng thao tác các cảm biến đa điểm ở trên bàn di chuột của chiếc MacBook Pro này nhé. Đó, loa của chiếc này cũng rất là to và trong vắt luôn. MacBook Pro này thì với cái cấu hình của nó đang là Core i5, RAM của nó đang chạy 4GB và ổ của nó là SD128MC700. Đây ạ. Chung là đây chúng ta sẽ cùng cái thị tẩm cho lên gập lên một chút để ngửi. Đây ạ. Mở ra, anh cứ mở ra đi. Mở cái laptop ra. Rồi đây. Đây, chỉ với 7 triệu 500 nghìn đồng thì chúng ta đang sở hữu một cái chiếc MacBook Pro màn 13.3 rất là đẹp luôn mọi người nhé. Chúng ta có thể đi từng cái góc cạnh của máy một nhá. Đây ạ. Chúng ta có thể đi ạ. Đó. Đây. Máy rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy. Và bây giờ thì anh Quang anh thao tác cho mọi người xem cái này trực tiếp ở trong livestream. Thì anh có thể dùng các cái cảm biến đa điểm của bàn tay này để cho khách hàng có thể xem được cái MacBook này nhá. Có thể sử dụng được. Tại vì nhiều người ấy thì có hỏi rằng là MacBook thì có khó dùng không? Và nếu như mà lần đầu tiên mà sử dụng cái MacBook này thì có gặp những cái vấn đề khó khăn gì không? MacBook này thì thực chất ra nó là một hệ điều hành khá là mới, nhưng mà mọi người dùng Windows rồi thì có thể tiếp cận nó rất là dễ dàng. Đặc biệt là khi mình đã biết sử dụng rồi thì mình sẽ thấy nó rất dễ sử dụng, không có gì là khó cả. Cái này thì chúng ta ví dụ như là chúng ta muốn chuyển sang các cái cửa sổ khác thì chúng ta chỉ dùng ba ngón tay, nếu là vuốt sang đó. Sang thì nó sẽ ở từng ô làm việc luôn, ví dụ chúng ta đánh văn bản này hay là làm Excel đó, để chúng ta chuyển từng cái tab một, hoặc là chúng ta có thể đẩy nhanh bằng ba ngón tay, ta đẩy ngược lên thì ta có thể chọn nhanh luôn được đó. Hoặc là chúng ta muốn vào các cái hệ thống phần mềm của nó thì mình bốn ngón tay lên mình chụm lại đó thì nó sẽ vào trong các cái ứng dụng của Mac để chúng ta dùng. Ở đây thì có rất đầy đủ các ứng dụng văn phòng mọi người có thể sử dụng rất là dễ dàng đó. Thì ngoài cái việc mà dùng các ngón tay này thì ví dụ như là chúng ta lướt web thì chúng ta lên xuống thì trượt rất là mềm mại thì chỉ cần hai ngón tay thôi, hoặc là zoom to zoom nhỏ thì nó giống như kiểu là chúng ta dùng trên điện thoại thôi. Cái này thì dùng rất là thích. Nó chỉ có một cái ngược với Windows, đó là cái tắt cửa sổ hay phóng to zoom nhỏ thì nó ở bên trái chứ không phải bên phải như Windows. Bảo đợi anh một tí nó gọi em ấy. Lấy túi ra chị ơi. Đây mọi người đang thị tẩm một cái MacBook Pro. Nói chung là chúng ta nhìn từng cái góc cạnh của nó rất là dễ sử dụng. Và vừa giờ thì anh Quang anh có nói với mọi người rằng là cảm biến đa điểm của một cái chiếc MacBook Pro này đúng không ạ? Tuy nhiên thì cho anh có muốn nói thêm với mọi người một chút rằng rất là nhiều anh chị em thì mới qua sử dụng cái dòng MacBook này thì gần như là chúng ta rất là lo sợ, bởi vì là cái dòng này thì có dễ dàng mà sử dụng hay không. Thì chúng ta hãy cùng với Trang Anh chúng ta sẽ cài Win trên Mac. Win trên Mac thì nó có những cái ưu điểm đấy là có thể giúp chúng ta vừa sử dụng các cái phần mềm một cách rất là tiện dụng cho những người mà chưa sử dụng Mac bao giờ. Và thứ hai nữa rằng là chúng ta có thể sử dụng cái các cái phần mềm liên quan và chúng ta khám phá Mac vào buổi tối. Khi nào mà thành thạo cái Mac OS rồi thì chúng ta có thể xóa cái Windows trên Mac đi. Tuy nhiên rằng là khi mà dùng Win trên Mac thì máy sẽ nóng lên một chút này,
sẽ chậm hơn một chút so với lại khi mà chúng ta dùng Mac, và pin sẽ sụt nhanh hơn. Đấy, cho nên là chúng ta vẫn phải sử dụng thành thạo được cái phần mềm của Mac. Thì nói như các chị em đã sử dụng Mac thì như Trang Anh được biết, đấy là còn nghiện hơn cả nghiện chồng. Bởi vì dùng Mac ấy, thì nó bảo mật an toàn cực kỳ cao. Ông Apple đã có thương hiệu rất là lớn, tuy nhiên rằng là cái MacBook thì nó cái độ tuyệt mật bảo mật rất là cao này. Thứ hai nữa là cái dùng của nó là không bao giờ bị virus đó, và rất là ít lỗi phần mềm. Thì chúng ta dùng thì rất là sướng, về tốc độ xử lý rất là nhanh, và máy thì cực kỳ rất là bền, thương hiệu nổi tiếng và cực kỳ rất là bền. Cái chiếc MacBook này rất là đẹp nhá mọi người ơi. Khi mà chúng ta bật nguồn lên thì cái quả táo của nó sáng đấy, mọi người nhìn thấy cái quả táo sáng lên không ạ? Và anh Quang lại tiếp tục mà mình thao tác một chút đi. Thao tác một chút lên cái cảm biến đa điểm này trên Mac, để cho mọi người có thể nhìn thấy cái thao tác này, cũng như là loa, rồi là sử dụng Word, Excel hoặc là một số cái phần mềm ấy, để chúng ta có thể là xem một cách rất là tiện lợi hơn. Đó, chúng ta có thể vuốt sang này, đọc báo hoặc là sang những cái tác vụ khác, hoặc chúng ta có thể dùng các phần mềm để làm việc rất là cơ bản, như gõ Word, Excel các thể loại. Đây ạ. Và chúng ta rất là tò mò, bởi vì là làm IT thì có gõ bằng 10 đầu ngón tay không, thì chúng ta hãy nhìn vào ông chủ ở đây, ông Quang. Ông sẽ là người mà đang gõ 10 đầu ngón tay đây mọi người này. Đó. Gõ như thế này, đứng ở bên gái xinh nếu bị run không. Đây, gõ 10 đầu ngón tay thì có khó hay không? Tập luyện IT thì trong cái quá trình mà học ở trên trường đại học ấy, thì phải dùng gõ rất là nhiều, gõ cực kỳ rất là nhiều mọi người ạ. Gần như là ăn cơm và gõ máy, kiểm tra hay là cái gì thì gõ rất là nhiều. Nên là cái việc mà 10 đầu ngón tay sử dụng laptop là chuyện rất là bình thường. Cho nên là cái sử dụng thao tác của IT thì sẽ thành thạo hơn, và biết rất là nhiều chiêu thức về thuật toán hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đây, các bạn đang nhìn thấy ở đây là một chiếc MacBook Pro. Thế ra Trang Anh sẽ không nói luyên thuyên về cái đấy nữa, mà chúng ta đang nhìn trực tiếp một cái MacBook Pro. Và chiếc Pro này chỉ với 7.500.000 thôi. Một chiếc Pro 7.500.000 với cấu hình Core i5, RAM 4GB SSD 128MC700 này, mới đẹp như thế này. Và chuẩn zin mọi người nhá, chuẩn zin như thế này, chạy tốc độ cực kỳ nhanh. Thì mọi người nghĩ rằng với cái giá 7.800.000 thì có không ạ? À nhầm, sorry mọi người, là 7.500.000 ạ. Đấy, lại đang nhớ đến một cái mã đeo rồi. Đây. Đây, trực tiếp live trực tiếp cho mọi người xem, để mọi người nhìn thấy cái độ hot hit nó như thế nào mọi người nhá. Cái độ hot hit kinh khủng khiếp luôn đấy ạ. Đẹp. Đẹp khủng luôn đấy ạ. Đó. Có thể dùng các cái văn bản các thể loại bình thường, làm việc văn phòng, Zoom cho các con học tập hoặc là dạy học, giải trí. Nói chung là MacBook thì nó đánh giá rất cao về cái thương hiệu này, chất lượng này, cấu hình này, tốc độ này, cũng như là cái độ bền của máy và bảo mật của máy. Phải nói đến cái độ bảo mật thì Trang Anh phải khẳng định luôn với các bạn rằng là bảo mật rất cao. Đó. Chúng ta có thể xem các tác vụ của nó.